Khi đang thất vọng về công việc, Thánh Vịnh 126. Niềm vui và hy vọng đặt nơi Chúa. Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại. Ta thấy mình trang chứa một niềm vui. Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vải gieo. Lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. Tạ ơn Chúa.